giấc hòa mình. Trọn đời đoan phụng hòa minh.
cùng các ông các bà, cô chị chú bác và các bạn trẻ mời nước mời và tới tiếp phương thảo. Và kính thưa quý khách, thưa các bạn trẻ kính mến, và bây giờ tôi xin được trân trọng giới thiệu một vị đại biểu đại diện của hội đại biểu tôi cùng ông các bà, các gia đình nhà gái và cũng nhà trai, thì thể theo cái niềm mong của hai cháu Minh Trường và Phương Thảo, thì hôm nay theo thủ tục của cổ truyền của dân tộc, hôm nay rất nhà hoàng cha chúng tôi lên đây thể theo cái nguyện vọng của hai cháu cũng như sự đồng ý của hai bên gia đình, thì hôm nay hai cháu khá đủ cái điều kiện tiến tới hôn nhân, và gia đình chúng tôi làm cha hôm nay đến đây thì cũng làm những cái bước tiếp theo. Đợt trước thì chúng tôi đã đến đây làm cái lễ dạm ngõ cho các cháu, và hôm nay chính thức là họ gia trai chúng tôi đến đây làm cái lễ đính hôn cho hai cháu, tức là theo dõi thủ tục quán là lễ ăn hỏi và thực chất đây là đính hôn của hai cháu. Thì tôi xin trân trọng giới thiệu về phía gia đình nhà trai chúng tôi ấy, thì gồm có bác của cháu, tức là đây là chị cả, chị lớn nhất ở trong gia đình tôi, và các bác và các cô, các thứ ở trong quần vợt sang dân cho họ. Hôm nay chủ yếu đi ấy, chủ yếu là có cái toàn bộ sang trong gia đình là chính, và có các trang nuôi trang đỡ đầu của cháu đi theo. Thì báo cáo với các cụ ông các bà theo phong tục tập quán ấy, thì hôm nay ấy, thì chúng tôi đến đây thì cũng chính thức là đặt cái lễ thành hôn cho đính hôn cho hai cháu, và cũng mong là được mong là trong ngày hôm nay chính thức sau buổi này thì chị gia đình hoàng trai chúng tôi chấp nhận cháu Thảo sẽ là con rể cho gia đình, và cũng kính mong có vị đại gái cũng chấp nhận cháu Trường là con rể chính thức của trong gia đình. Thì đến ngày miễn lễ ngày hôm nay thì báo cáo với lại là các cụ con các bà với mọi trẻ gái và chúng tôi đến đây đi đoàn đi theo cái gồm có 7 cái lễ đến để thứ nhất là để đây thì ở quê tôi của quân tới thì là để thắp gia tiên, thì cũng biết là đây thì theo cái phong tục đây tôi cũng biết nói là cái gì vâng thì tôi là đấy là thắp vân gia tiên, và tức là chính thức là họ là cha chúng tôi báo cáo với các cụ ông các bà với loại trẻ gái là gia đình chúng tôi chính thức hôm nay đã đến trên đính hôn cho cháu Trường và cháu Tư Tảo, và cũng mong phòng nhà gái các cụ công các bà chấp thuận cái lễ gia đình hoàng trai chúng tôi, và công nhận chấp nhận cho hai cháu chính thức được lên vợ lên chồng, và sau đó xong tôi đến hôn này đến sự đồng ý của bên nhà gái thì gia đình chúng tôi được xin phép họ nhà gái bàn tiếp đến cái lễ mà đây cưới cho các cháu đối với thông cũng học tiếng của dân tộc Việt Nam. Thì thay mặt đoàn nhà trai chúng tôi xin chân thành cảm ơn cái sự đón tiếp nhiệt tình của nhà gái, và cũng thành thật xin cảm ơn xin thấy ạ. Xin quý vị chào đây ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Kính thưa các cụ con các bà, cô dì chú bác và các bạn trẻ kính mến, họ trai thì đã phát biểu xong rồi, họ nữ cũng có đôi lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời một vị đại biểu đại diện của hội nhà nữ lên cảm ơn. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa các cụ, ông các bà, toàn thể cha bác và bạn bè anh em nam nữ hai cháu, hôm nay cũng rất vinh dự cho hai gia đình là tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu Phương Thảo và cháu Quang Trường. Thì qua ý kiến của nhà trai đã có ý kiến là có lễ vật để đến dâng tiên tổ của họ nhà gái và để cho hai cháu được đính hôn. Từ ngày hôm nay thì thay mặt cho gia đình thì tôi cũng là phó đoàn thôi, thì tôi xin giới thiệu đây là ông cụ, là không là ông cụ là em của ông cụ thân sinh là chúng tôi. Chị bà ngoại. Ngoại. Vâng. Cô ngoại đâu ạ? Chị bà ngoại. Cháu ngoại. Cháu ngoại. Cháu ngoại. Cháu cụ ngoại năm nay có lẽ đầu 9 rồi đấy. Vâng. Mời cụ ngoại đây. Thì ở đây ạ. Vâng. Đấy là cụ ngoại của cháu Thảo á. Vâng. Báo cáo với là con bên đây họ, đây là bố mẹ cháu Thảo á. Còn đây là ông bác là anh cả của chúng tôi ạ. Sau đó là chúng tôi và đây các chú, đây các bác, đây là ông bác của ngoại ạ. Đây là ông bố đỡ đầu của cháu Phượng là chị của cháu Thảo ạ. Còn đây tất cả các chú, bác, các
đấy, cùng toàn anh em không họ hàng cả. Đến đầu ấy là các cụ ông bà hoàng tài rồi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, qua quá trình tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của đôi bên gia đình, hôm nay là ngày lành tháng tốt, hai gia đình tổ chức lễ đính hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên tôi xin chân thành chúc tất cả các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, nội ngoại đôi bên mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai họ, qua quá trình tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của đôi bên gia đình, hôm nay họ nhà trai có cơ trầu đến để chính thức làm lễ đính hôn cho hai cháu. Thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin cảm ơn tất cả các cụ, các ông, các bà, họ nhà gái đã về dự buổi lễ đính hôn của các cháu chúng tôi hôm nay. Và cũng thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin chấp nhận cái lễ đính hôn, lễ ăn hỏi của các cháu ngày hôm nay của họ nhà trai chúng ta. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Sự nhiệt của các cụ, cô dì, chú bác và các bạn thanh niên là niềm vinh hạnh lớn đối với gia đình. Một lần nữa, xin trân trọng kính mời. Sắc kém chi
những trai làng ăn công tử chiều chơi, những gái quê em tươi mát trên đời. Nhà anh có ruộng vườn trâu bò lắm, thì đâu xa chuyện tôn hào dân già. Năm trăng mừng đi khắp thế gian chơi, sao trăng mừng ta vẫn cứ rong chơi. Anh những hành tinh, còn em những trần đời. Anh ngước lên hỏi sao trên trời.